trước mắt các bác anh em, hai người đang test bộ hát siêu VIP có tổng giá 133.500.000 từ bác Phước ở Bình Định. Trong ngôi này hai người sử dụng toàn hàng khủng mới nhá, toàn ông vua và đất và ông vua hàng sàn. Số loa JBL 725 và con súp JBL 7428, tủ máy 7 số tốt 4 kênh. Mời bác nghe bản cao kê nhá. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, cả từ là hết người ơi. Tiếng bay nức nở buồn hơn tiếng nào, biết lại còn như đến ân tình. Đường xưa yên bao hai đứa nay đâu, những chiều em nhau đúng đầu, giờ như nước trôi qua cầu. Giá biệt bạn đồng ý. Các bác hai chấm cho chân thành và hành với Mai Lan nhé. Để rất là nhiều bộ cực kỳ hay này. Đấy. Đỉnh nhất của hãng JBL 2269, cũng có thể sơ tốc của Mỹ 4 kênh mà 41.300 4 kênh, mỗi kênh quất một quả nhá, đang dư một kênh đánh được 4 quả như kia lực luôn. Giá biệt bạn đồng ơi, thôi nay xa cách thay đổi, kỷ niệm mình xin như mãi buồn riêng một mình. Nhớ là thắt dây an toàn nhá, cầm chắc điện thoại, cắm lên phone nghe tiếng bom của thằng này thảo nhá, đánh văng trời luôn, rung hết người, cái gì có trên người mà rung được là rung ngay, bây giờ đồng hồ của lắc, đấy, tóc dài rung hết luôn nhá, quỷ loại, quá, quá mạnh, nó sạch cái bảng nhà đã tài lắm. Bác được gần nghe có super tải rồi không ạ? Đã, cái này gọi là ánh sức mạnh nhá. Sức mạnh du dương mà lồng thắm. Thì đây là cặp loa em test cho bác Phước ở Bình Định, tổng giá là 133.000.000. Thì câu hình này anh Nguyễn sử dụng sau này và cũng hướng dẫn luôn bác nhá. Bác thể tập trung em hướng dẫn một chút này. Và không hiểu đâu thì bác gọi điện cho em nhá, không nhờ thợ điện xóm. Em nhắc lại này, không nhờ thợ điện xóm nhá.
và trực tiếp anh viết để anh viết hướng dẫn nhá. Rồi bác nhá, tôi một cái mic này, mic thì bác nhớ này, kênh A kênh B thì vô lượng là 24. Đấy. Trong quá trình sử dụng mà nó to quá bác có thể bác giảm nó 22 hoặc là 23 tùy bác nhá. Bác lựa chọn cái này thì có thể mình tùy biến được. Tăng vô lượng này, vô kênh B, vô kênh B. Kênh B đây, tăng giảm, A tăng giảm. Đấy. Còn về lượng tiếng thì bác nhìn này, kênh 1, kênh 2 thì kênh 1 nó có bát này, trung này, tép. Muốn nhiều bát tăng lên. Đấy, muốn ít trung tăng lên, giảm này là nhiều trung nhá. Cái này giảm là nhiều trung. Cái này là để giữa, cái này là tép. Tùy. Nhưng em đánh dấu chuẩn là 12 giờ hết nhá. Còn có chỉ vận chuyển thì có nó lệch lạc thì bác về bác bạn em gắn. Và khi dùng cái đèn này sang hết này. Đấy. Và cái lưng tiếng này là bác chuyển cổng nhá. Ví dụ bác một thiết Bluetooth này, ấn em này. Để ấn lên này. Thì sẽ kết nối Bluetooth dùng ngay. Ấn như là ấn như là AV này. Giữa này là quang học này. Đấy, quang học thì em cho gì quang. Thì AV của cả vào. Về bác test bằng điện thoại cũng được. Đấy, ok nhá. Tiếp theo nhá. Tiếp theo vài nữa này. Là về con loa số thì bác cứ tắt đây, là tắt điện đây. Đấy. Tắt thì nó lại khởi động như sau này. Bác lại xem này. Đấy. Cái này bác cứ tập trung với em một chút, nghiên cứu kỹ một chút là nó sẽ chuẩn ngay. Nói chung là bác cùng với em để mình khai thác chỉ để là cái bộ âm thanh mới nhá. Đấy thì nhạc nó 5 thôi nhá. Đây, music 5 này. Nhạc 5 này. Mic 19, nhại 38. Thì nút này nút tăng to nhỏ mic này. Đây tăng giảm nhại này, to nhỏ nhạc này. Thì cái vấn đề là mic này 19 nếu mà cảm mình nhẹ thì bác giảm đi. Nếu mà giảm thảo đầu thu này nó chuẩn này. Còn nếu mà nhỏ mà nó nặng thì bác tăng lên em vài vô. Bây giờ tăng mic đây. Đấy, 19 thì bác tăng lên 22 23 tùy. Ta sàn 25 được, chả sao cả đúng không? Tăng sao đúng nhu cầu mình hát em để 19 luôn nhá. Nhại 38 nếu mà các muốn tăng giảm được, tăng giảm được nhá. Còn để cái bốn kênh bên này. 1 2 3 4 này. Thì hai kênh này cùng này. Kênh 1 này, kênh 2, kênh 3, kênh 4. Hai cùng này đánh 725. Còn kênh số 1 đánh súp, còn kênh giữa này là em đang đánh cho một loa lời thì bác về bác cắm được tùy nhá. Để sẵn này. Đấy thì cái súp này em để 12 giờ này. Bác nghe nhu cầu. Thì cái súp này nó sẽ to nhỏ theo cái vôn nhạc này. Đấy. Nó tỉ lệ thuận mà. Nếu bác nghe nhỏ muốn súp nó mạnh lên thì bác đẩy lên cho em. Nhưng em để 12 giờ nhá. Còn cái khi hát đấy, khi hát karaoke thì bác để cái vôn này hết cỡ. Hết cỡ nhá, hết cỡ. Còn cái nghe nhạc bác có thể thu về 12 giờ. Có thể như 12 giờ để hết cỡ cũng được. Nhưng em sẽ hết cỡ về nó full nhá, 725 đấy. Kênh giữa này thì mình em có để giữa đây, sau bác có nhu cầu chỉnh sau. Đấy to nhỏ sau nhá. Đây là súp này. Đây là 725 này. Đây là súp kép này. Còn kênh giữa này là bổ trống, chưa dùng cái đó. Khi dùng cái đèn này sáng hết luôn nhá. Rồi. Thế về kết nối sau này. Cái súp này em đã ghi sẵn rồi. Súp là cái súp thì bác phải bác chỉ tra đúng khe to vào này. Đấy. Tháo ra bác kéo này. Cửa cái đồng hồ đã xong 725 em ghi 725 rồi. Cái dây em để gọn này 725 đây. Thế hai lỗ này bác tra nó lạo được. Nó lạo được không nhá. Đều chạy cả. Đấy. Tất cả chạy hết rồi nhá. Ok. Rồi. Về cái phần phía sau đây. Bác nhìn em hỏi em cái này. Đấy. Hỏi em một cái. Thì cái này về bác muốn dùng thì bác đóng cửa sau thì bác luồn qua lỗ sau này. Đấy đóng cửa vào. Bác về đấu ra có gì quạt à? Không thôi. Chẳng cần nữa nhé. Còn nhạc các bác này. Đấy về thì tí em sẽ để bác một cái cổng quang ở đây. Đây. Đây vào đây vào nhé. AV này. Hai đường in để vào này. Đây in đây. Đây súp nhé để vào này. Còn chứ là ra bác cắm hai màu trắng nó vẫn ra tiếng nó không có tác dụng của lần tiếng. Hai in màu đỏ này. Còn quang thì em cắm dây quang ở đây. Quang này. Đấy thì cắm cho bác dây quang đây. Đây cắm em để sẵn dây AV này về nhé. Đừng đấy đừng có rổ cắm khác nhá, đừng rổ cắm như này. Quang đây bộ sẵn sàng hết rồi. Đây nguồn nó cắm vào nguồn thôi, tất cả em làm ngon lành thành tào hết rồi. Đấy chỉ vậy thôi nhá. Giờ dây bao nhìn kinh nhá, không cắm nhầm kia nó mất đấy kinh ấy. Thì em cắm dây AV rồi dây quang vào, bác về bác dùng cái gì dùng cái này tiện lắm nhá. Cảm ơn bác ủng hộ anh Nguyễn nhá. À em nói lại chút này, cái khiển này em xếp ra ba chế độ này. Chế độ này nếu bác nào siêu chuyên nghiệp bác ấn 13 mà hát này, và 3 là ít nhại nhưng hát hay ấy. Và 1 hát nịnh, và 2 thì mĩnh mỏng một chút, mà 3 là em cho cái nhại ít đi. Còn bác dùng điều khiển này to nhạc này, nhỏ nhạc này, to mic nhỏ mic này. Đấy cái này là nhại nhiều này, nhại ít này, nó giống như nút này. Đấy mic đây thì nó giống như nút mic này. Còn music thì nó giống như này. Còn nhại thì effect thì nó giống hai nút này. Thế thôi.
có 3 mờ, bác thích chút mờ nào hát thì mờ. Đấy, một bộ này là cực kỳ chuẩn luôn nhá. Anh cảm ơn bác đã ủng hộ.